đi九十二天, ngày chín hai. hãy nghe và nhắc lại cách nói. mình buổi sáng đi gặp một người bạn.我上午去见一位朋友.我上午去见 vui Pẩn Yêu Wǒ qù jiàn yī wèi Wǒ qù jiàn yī Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Sau này còn nhờ bạn giúp đỡ nhiều. Dĩ hậu khai chính ý tua tua bang chủ. Được, quyết định như vậy đi. Hảo, ý yến quấy tỉnh. Thật à? Rất là mà. Sáu viên của hội quán tam thế. sinh để mình gọi cho bạn đi. Huỳnh Tả cái gì bà? Nếu bạn ở lại Việt Nam thời gian Nếu bạn ở lại Việt Nam thời gian dài. Nếu bạn ở lại Việt Nam thời gian dài. Nếu bạn ở lại Việt Nam thời gian dài chắc chắn. Ý định Đó đâu thể tính là Nà nà nâng soạn sự Hai vị muốn uống cái gì? Lãng vị sáng yào khơ sớm á. Hình như rất quen thuộc đối với chỗ này. 好像对于这里很熟悉，有合味口味的吧？还是不？合不合你的胃口？哇，真的非常美味！哇，真的很不错！有想吃甜点吗？ Yào yào chứa thiền phìm. Thôi. Xoan lỡ. Vừa ăn cơm chưa? Căng chứa ngủ phản. Còn rất no. Hãy khấn bảo. Sao ăn muộn như vậy? 怎么吃的那么晚？不想 ổ 上午去。